Hello, xin chào các bạn và kênh Ngũ Nguyễn nha. Hôm nay em sẽ trả lại cửa hàng xe máy Nam Trường Thành, cập nhật những cái dòng xe máy mới nha. Và đặc biệt là tại cửa hàng xe máy Nam Trường Thành, nếu mà khách hàng mua xe thì mình được trúng thăm là mình trúng Vision, tủ lạnh hoặc một cái TV nha. Rất là nhiều ưu đãi luôn tại cửa hàng xe máy Nam Trường Thành, đa dạng màu sắc luôn đối với dòng Vario. Rồi, đầu tiên chào em nha. Dạ rồi, chào tất cả mọi người cùng chị ha. Đó. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu những cái dòng xe mà không cần trả trước, bên em vẫn nhận được xe và mang về sử dụng ha. Đó, thì đây là những cái dòng xe số bên em không cần trả trước. Đó, thì hiện tại bên em đang có những dòng xe như Wanfa, Way Black và Sirius. Rồi. Thì như mọi người cũng đã thấy thì cái dòng xe này nó rất là nhỏ gọn nè. Thứ nhất là nhỏ gọn, thứ hai là tiết kiệm xăng. Thì và xe của nó cũng rất là mạnh mẽ mọi người ha. Đó, thì hiện tại Wanfa bên em hiện tại nó đang có giá là 19 triệu và sát bên là Way Black. Thì Way Black bên em hiện tại đang có 3 phiên bản, đó là bánh đùm thì nó là 19 triệu, còn bánh căm đĩa thì là 20 và bánh mâm là 21. Thì tất cả những cái dòng xe hiện tại không cần trả trước, nên mọi người cứ yên tâm đến tại cửa hàng xe máy Nam Trường Thành, bên em sẽ hỗ trợ cho mọi người sở hữu cái dòng xe này rồi ha. Thì bên em hiện tại đang có 3 ngân hàng có lãi suất thấp nhất, đó là MB, HD và FE. Đó, chị mọi người chỉ cần cầm căn cước công dân tới đây, em sẽ hỗ trợ cho mọi người ha. Thì sau khi mọi người mà đã sở hữu được cái dòng xe này rồi thì bên em sẽ tặng cho mọi người 7 phần quà kèm theo giảm 50% tiền phụ kiện nè, kèm theo một vòng quay trúng thưởng có giá trị cao lên đến 100 triệu đồng và bảo hành cho mọi người 3 năm. Thì còn chần chờ gì nữa mà mọi người không gọi ngay vào số điện thoại 0978 567 247 hoặc đến tại cửa hàng xe máy Nam Trường Thành, thì em sẽ hỗ trợ cho mọi người sở hữu tất cả các dòng xe hiện tại đang có bên em ha. Thì những dòng xe nãy giờ em giới thiệu mọi người không cần chạy trước nên cứ yên tâm ha. Rồi, có gì thì cứ liên hệ vào số điện thoại 0978 567 247 để gặp em Diễm, mọi người họ sẽ hỗ trợ cho mọi người hết mình ha. Rồi, giờ tới đây mình và em Diễm xin chào các bạn, các video tiếp theo nha.